hôm nay ngày 18 tây tháng 10 năm 2020, Phương Linh Mỹ Tho cùng với nhóm em chung một niềm vui. Bà không có con cháu hả? Có cháu là tôi là dâu. Dạ hả? Dạ hả? Ở đây tôi nấu cơm rồi. Dạ. Bà tên gì vậy chị? Bà Nguyễn Thị Bé. Bà Nguyễn Thị Bé, bà bao nhiêu, sinh năm mấy? Năm 38. Sinh năm 1938. Cái này mình ở đây xã gì chị? Xã ấp Tân Quế, xã Tân Hòa Thành. Ấp Tân Quế, xã Tân Hòa Thành. Thì hôm nay ngày 18 tây tháng 10 năm 2020. Phương Linh Mỹ Tho này cậu không có đổ thừa ai được đâu. đến đây chung với chung nhóm chung một niềm vui. Linh xin đại diện bà ơi. Hôm nay con là Phương Linh Mỹ Tho. Hôm nay con đến đây con xin đại diện chị Sáu Tâm Dân. Chị Sáu Tâm Dân gửi cho bà 100.000. Con chúc bà khỏe nha. Em cảm ơn chị nhiều nha chị Sáu. Đây. Nè nè, cầm lên nè. Chụp kia tấm hình coi Thắm. Dạ. Nè, cái này vừa quay con chụp bên đây thôi. Không cần tắt cái kia. Kéo gì? Ừ, vậy thì chụp vậy luôn. Ghê Khoan để chụp cái hả anh?